Người đàn ông xua đuổi rồi đạp đổ bàn làm việc của tổ y tế bị xử phạt 3 triệu đồng. Bắt nóng nam thanh niên 22 tuổi cất gần nửa ký ma túy để bán kiếm lời giữa mùa dịch. Bộ Y tế yêu cầu ưu tiên tiêm vaccine miễn phí xét nghiệm cho tài xế xe chở hàng hóa. Tác động căng thẳng của dịch bệnh khiến việc tiêu thụ nông sản bỗng chốc rơi vào thế bí, nhiều địa phương đang tìm hướng hỗ trợ cho bà con nông dân. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ phát trong bản tin nóng 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An ngày hôm nay. Không để quý vị đợi lâu, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng theo dõi những thông tin nóng đầu tiên của chương trình. Tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa hề hạ nhiệt, con số bệnh nhân vẫn tăng chóng mặt mỗi ngày. Trong đợt dịch lần thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 đến nay, ghi nhận gần 49.000 ca mắc COVID-19, đứng đầu cả nước. Và cũng chính vì thế, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh quyết định siết chặt chỉ thị 16 và tăng cường một số biện pháp cấp bách để phong tỏa, kiềm chế tốc độ lây lan của COVID-19. Mới đây, thành phố Hồ Chí Minh đã cho hàng chục xe đặc chủng của quân khu 7 được huy động để phun 6 tấn hóa chất khử trùng toàn thành phố. Đây là hình ảnh 24 xe đặc chủng và xe chuyên dụng cùng gần 100 chiến sĩ mang đồ bảo hộ, mặt nạ chống độc bắt đầu đợt cao điểm khử khuẩn kéo dài một tuần trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Các loại xe gồm xe bồn phun khử, xe tiêu đẩy đa năng Iveco, xe tiêu tẩy độc ARS-14. Lực lượng chia thành hai hướng về thành phố Thủ Đức và huyện Bình Chánh để phun hóa chất, tiêu tẩy, khử trùng cho các tuyến đường, khu vực có nguy cơ cao. Hàng chục vòi được gắn dưới cản trước của xe đặc chủng, xịt khử trùng mặt đường ở hai phường Hiệp Bình Chánh và Hiệp Bình Phước. Dự kiến hơn 200 lượt xe phun khử khuẩn sẽ dùng khoảng 6 tấn hóa chất trên diện tích 50 hectare mặt đường ở 21 quận và thành phố Thủ Đức trong 7 ngày. Đối với các đường nhỏ, hẻm sâu, khu dân cư chật hẹp có nguy cơ cao, đơn vị sẽ dùng xe thô sơ để tiếp cận. Việc này sẽ hạn chế sự lây lan của virus gây bệnh phát tán trong không khí và bám trên các bề mặt. Tại huyện Bình Chánh, đoàn xe đặc chủng đã phun khử khuẩn dọc quốc lộ 1, đường Nguyễn Hữu Trí và khu vực cầu Bình Điền. Thưa quý vị, tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh hay thành phố Cần Thơ, dù không còn giao phần ăn nhanh, thức uống do các hàng quán phải đóng cửa để tăng cường phòng chống dịch theo chỉ thị 16, đội ngũ tài xế giao hàng vẫn xuất hiện trên từng cây số để vận chuyển các đơn hàng phục vụ nhu cầu của người dân. Còn tại các địa phương khác, tài xế xe tải vẫn hàng ngày vận chuyển các mặt hàng thiết yếu để cung cấp cho người dân. Vì thế, Bộ Y tế đã chỉ đạo các địa phương ưu tiên chích ngừa vaccine COVID-19 miễn phí, xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh cho tài xế xe tải chở hàng hóa và nhân viên đi cùng hoạt động trong các địa phương đã áp dụng chỉ thị số 16. Bộ Y tế vừa có văn bản chỉ đạo các địa phương về việc kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các xe vận chuyển hàng hóa lưu thông tại các tỉnh thành. Đối với địa phương đang thực hiện chỉ thị số 16 thì tài xế và nhân viên đi cùng xe phải có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 3 ngày, tức là 72 giờ. Những xe đi từ khu vực áp dụng chỉ thị 16 đến những khu vực có cấp độ phòng dịch thấp hơn nhưng quá 72 giờ kể từ khi xuất bến thì được tạo điều kiện để xét nghiệm nhanh tại nơi tập kết xe. Chỉ kiểm tra giấy xét nghiệm cho tài xế và nhân viên đi cùng tại các địa điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa và đảm bảo chặt chẽ khoa học thuận lợi và không gây ùn tắc giao thông. Các sở y tế ưu tiên chích vaccine COVID-19 cho tài xế và nhân viên đi cùng trên xe chở hàng hóa, đặc biệt là những xe đi các tuyến vận tải bên trong hoặc là ra vào khu vực thực hiện chỉ thị 16. Miễn phí bộ kit xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên cho tài xế và nhân viên đi cùng trên xe có giấy nhận diện phương tiện theo thời hạn tại các điểm tập kết hàng phương tiện. Nhằm giảm bớt khó khăn mà người dân phải gánh chịu trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư, một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã có nhiều kế sách hỗ trợ. Đây là tín hiệu vui đang được nhân rộng. Và tại thành phố Cần Thơ cũng không ngoại lệ, thực hiện hỗ trợ cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 theo nghị quyết số 68 của Chính phủ. Đến nay, thành phố Cần Thơ đã phê duyệt hỗ trợ cho hơn 6.400 người với số tiền là hơn 7,6 tỷ đồng. Trong đó, người bán vé số dạo được hỗ trợ 50.000 đồng mỗi ngày trong thời gian 24 ngày do thành phố tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tiếp tục chỉ đạo triển khai nhanh chặt chẽ nghị quyết số 68 của Chính phủ, từ ngày 17 tháng 7 đến nay, thành phố Cần Thơ đã giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 3.500 đơn vị sử dụng lao động và hơn 100.000 lao động với tổng số tiền giảm đóng là gần 33 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được các đơn vị sử dụng lao động hỗ trợ người lao động phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Chuyển sang thông tin liên quan đến thời tiết bất thường, mưa lớn trong nhiều giờ liền khiến cho nước suối trên địa bàn của huyện biên giới Mường Lát của tỉnh Thanh Hóa dâng cao, cuốn trôi cầu. Hàng nghìn người dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đã phải sơ tán. Sau đây là những hình ảnh do cộng tác viên của chương trình ở địa phương này gửi về. Mời quý vị cùng theo dõi. Khoảng 17 giờ ngày 23 tháng 7, mưa to, nước suối dâng cao đã cuốn trôi chiếc cầu tạm bắc qua suối Sim tại bản Phùng, xã Quang Chiểu. Rất may thời điểm cầu trôi không có người qua lại. Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát đã chỉ đạo lực lượng công an túc trực hai đầu cầu để ngăn không cho người và phương tiện qua lại khu vực này. Cầu bị trôi khiến việc đi lại của người dân ba bản suối Túc, Con Dao, bản Hạm của xã Quang Chiểu gặp nhiều khó khăn. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát, đến tối ngày 23 tháng 7, địa phương đã tổ chức sơ tán 280 hộ dân với hơn 1.100 nhân khẩu ở những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lở đất, lũ ống, lũ quét tại các xã Mường Lý, Trung Lý, Phù Nhi, Mường Chanh và Tam Trung đến nơi khác ở để đảm bảo an toàn tính mạng. Đến thời điểm này, chưa có thiệt hại về người, về tài sản có cầu tạm tại bản Phùng bị cuốn trôi. Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát tổ chức sơ tán người dân ở những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn. Mới đây thì đoạn clip người đàn ông ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh nổi nóng đạp đổ bàn làm việc của lực lượng y tế khiến cho các vật dụng văng tung tóe xuống đường được đăng tải trên mạng đã khiến cho dư luận cả nước không khỏi bức xúc. Chiều ngày 23 tháng 7, công an địa phương đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với mức là 3 triệu đồng đối với người này. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng là mức phạt đối với người đàn ông này còn quá nhẹ bởi không ai có thể cảm thông trước hành động ngông cuồng, thiếu lễ độ đối với những anh em lực lượng y tế nơi tuyến đầu đang bỏ tất cả những tâm sức, hy sinh lợi ích cá nhân, gia đình của mình để phục vụ cộng đồng trong những ngày dịch đang rất căng thẳng này. Trước đó, lúc 15 giờ 40 phút ngày 21 tháng 7, tổ y tế xã Phước Kiển có mặt tại đường số 9 khu dân cư La Villa, tổ 2 ấp 4 xã Phước Kiển để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Tuy nhiên, thời điểm này trời nổi gió lớn, do không bảo đảm điều kiện để thực hiện lấy và bảo quản mẫu, bác sĩ Nguyễn Ngọc Thanh, tổ trưởng tổ y tế đã hướng dẫn các thành viên trong tổ di dời trang thiết bị vật tư y tế vào khuôn viên một căn nhà. Thời điểm này, không có ai ở nhà, kế bên nhà ông NTQ. Đồng thời, đặt một bàn tiếp nhận mẫu, một cây dù lớn dưới lòng đường phía trước nhà ông NTQ. Đến gần 16 giờ cùng ngày, ông NTQ trở về nhà và xảy ra vụ việc như đoạn clip đã ghi lại. Sau đó, tổ nhân viên y tế đã dời bàn làm việc xuống cuối đường số 9 để tiếp tục nhiệm vụ, còn ông NTQ thì lái xe rời đi. Nhận được tin báo, công an xã Phước Kiển có mặt tại hiện trường và liên lạc với ông NTQ để làm rõ sự việc. Khoảng 30 phút sau, thì người đàn ông này quay trở về nhà. Làm việc với cơ quan chức năng, ông NTQ trình bày vì nóng nảy, lo sợ việc lấy mẫu trước nhà mình sẽ làm lây lan dịch bệnh cho gia đình nên mới có những hành xử như clip đã ghi lại. Liên quan đến tổ y tế xã Phước Kiển, ông NTQ cho rằng nhóm nhân viên y tế này chưa thực hiện đúng yêu cầu của công tác phòng chống dịch COVID-19. Bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người trong thời gian thực hiện giãn cách để phòng chống dịch, công an thành phố Bến Tre đã kiểm tra hành chính và phát hiện chủ tiệm game bắn cá Ngọc Thùy ở khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre vẫn mở cửa cho 12 thanh niên tụ tập chơi game. Các đối tượng tụ tập nói trên đã bị lực lượng chức năng bắt về phường và xử phạt với số tiền là 90 triệu đồng. Người dân mong muốn các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm những hành vi như thế này nhằm ngăn chặn các trường hợp tương tự tái diễn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt giữ 12 đối tượng, tạm giữ 4 điện thoại di động, 5 xe máy, số tiền hơn 21 triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan. Công an thành phố Bến Tre đang lập hồ sơ đề nghị xử lý 7,5 triệu đồng đối với mỗi đối tượng vì tụ tập chơi game bắn cá, vi phạm công tác phòng chống dịch. Lợi dụng việc lực lượng chức năng tập trung quân số chống dịch COVID-19, nhiều đối tượng trộm cắp buôn bán ma túy ra sức tung hoành. Tuy nhiên, dù nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là tập trung toàn lực cho cuộc chiến chống dịch COVID-19, nhưng lực lượng chức năng vẫn dành nhiều sự quan tâm đến việc ổn định đời sống người dân, đảm bảo an ninh trật tự. Vì thế, rất nhiều đối tượng đã xa lưới. Mới đây, chiều ngày 23 tháng 7, Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt nóng một nam thanh niên chỉ mới 22 tuổi, đang cất giấu gần nửa ký ma túy để bán kiếm lời giữa mùa dịch. Vào khoảng 6 giờ 20 phút ngày 23 tháng 7, trong lúc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, tổ công tác thuộc Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long và Công an xã Bình Hòa Phước đã phát hiện bắt quả tang Đoàn Bảo Hoàng, 22 tuổi, ngụ xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, đang điều khiển xe máy biển số 69N1-49141 lưu thông trên tuyến đường liên xã thuộc ấp Bình Hòa 1, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, với nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác tiến hành ra lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.
Qua kiểm tra trên người Hoàng, lực lượng công an đã thu giữ 12 bịch ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng, nghi là chất ma túy, có tổng trọng lượng trên 334 gram. Nên tiến hành bắt giữ và đưa về trụ sở làm việc. Tại đây, Hoàng khai nhận số tinh thể màu trắng trên là ma túy đá, được Hoàng mua tại tỉnh Bình Dương về để sử dụng và bán lại cho các con nghiện trên địa bàn kiếm lời. Không chỉ có vấn nạn buôn bán ma túy lộng hành giữa mùa dịch mà lợi dụng công tác phòng dịch COVID-19, đô thị vắng lặng, đường phố thưa người, các đối tượng tội phạm đã thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật ngay trong những ngày cách ly toàn xã hội rất táo tợn. Minh chứng là rạng sáng ngày 24 tháng 7 vừa qua, trên đường tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, cảnh sát 113 Công an tỉnh Trà Vinh đã phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Nhưng đối tượng này đã không chấp hành mà còn tăng ga bỏ chạy. Trên đường bị truy đuổi hơn 2 km, đối tượng vứt tang vật xuống đường gồm 7 thanh sắt, trong đó có 5 thanh dài 2,4 m, tổng trọng lượng khoảng 90 kg. Liên tục lạng lách gây cản trở và dùng mũ bảo hiểm chống trả lực lượng cảnh sát 113. Bằng các biện pháp công tác, cảnh sát 113 đã nhanh chóng khống chế bắt giữ đối tượng khi hắn bỏ xe chạy bộ vào một con hẻm thuộc khóm 3 phường 7 thành phố Trà Vinh. Đối tượng bị bắt khai tên Lâm Quốc Tuấn, 42 tuổi, ngụ khóm 9 phường 9 thành phố Trà Vinh. Bước đầu Tuấn khai nhận vào khoảng 4 giờ sáng ngày 24 tháng 7 lợi dụng sơ hở, hắn ta leo rào, đột nhập vào kho của một công ty xây dựng ở khóm 9 phường 9 thành phố Trà Vinh, lấy trộm số sắt nói trên với mục đích bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Khi đang trên đường tìm nơi tiêu thụ thì bị cảnh sát 113 phát hiện bắt giữ. Được biết, Lâm Quốc Tuấn là đối tượng nghiện ma túy, có 2 tiền án cướp tài sản và cố ý gây thương tích. Hiện cảnh sát 113 Công an tỉnh đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an thành phố Trà Vinh xử lý theo thẩm quyền. Chuyển sang thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại Kiên Giang, được một người lạ thuê đập phá 2 ngôi mộ mà họ cho rằng đã nằm trong phần đất mà họ đã mua ở thành phố Phú Quốc với mức giá là nửa tỷ đồng. Một đối tượng ngụ tại địa phương này đã ra tay xâm phạm nơi an nghỉ của hai người đã khuất. Chúng táo tợn đến mức là không chỉ dùng búa và dùng ống tuyếp sắt mà còn sử dụng cả thuốc nổ để ra tay. Nhưng khi vừa ra tay thì cả bọn đã bị công an bắt giữ. Ba đối tượng bị bắt là Võ Hùng Danh, 27 tuổi, ngụ thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Nguyễn Chí Thành, 27 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ và Lê Hữu Nghĩa, 20 tuổi, ngụ huyện Tân Hiệp, Kiên Giang. Tại cơ quan công an, Danh khai nhận cách đây không lâu, Danh được một người tên là Hiển chưa rõ lai lịch thuê đập phá hai ngôi mộ trên thửa đất ở ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, Phú Quốc với giá 500 triệu đồng. Sau đó, Danh thuê lại Nghĩa và Thành cùng với một số đối tượng khác đập phá hai ngôi mộ này với giá 50 triệu đồng. Khi thỏa thuận xong, Danh đưa cho Nghĩa hai ống tiếp sắt bên trong nghi có chứa chất nổ. Sau đó, Nghĩa và đồng bọn đến hai ngôi mộ dùng ống tiếp nghi là có chứa chất nổ châm ngòi phá phần bê tông bên ngoài của hai ngôi mộ nhưng không thành. Mới đây, Thành và Nghĩa tiếp tục mang theo dụng cụ đến đập phá hai ngôi mộ này nhưng chưa thực hiện được hành vi thì bị lực lượng công an thành phố Phú Quốc mật phục và bắt giữ. Thưa quý vị, Bốn là một robot thông minh được ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp với các tính năng như phun xịt thuốc trừ sâu, rau màu, cây trái. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, robot này đã được đưa vào thử nghiệm hỗ trợ phòng dịch COVID-19. Dù chỉ đang trong quá trình thử nghiệm, nhưng robot này hứa hẹn hỗ trợ tích cực giúp phun khử khuẩn, vận chuyển đồ đạc trong các khu cách ly, góp phần giảm bớt gánh nặng cho lực lượng chức năng và ngành y tế. Sau đây là cận cảnh chiếc robot đặc biệt này, quý vị nhé. Robot ERG150 là sản phẩm của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Cần Thơ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, được cải tiến từ robot thông minh ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp với tính năng phun thuốc bảo vệ thực vật. Qua cải tiến, robot ERG150 có thể mang theo bình chứa dung tích lên đến 100 lít, hai tay phun với trục xoay điều khiển linh hoạt phun 360 độ, có thể tăng giảm chế độ phun thông qua điện thoại, với hai hệ thống phun xịt tầm xa, có hệ thống cánh quạt hỗ trợ đẩy ra xa, mỗi bên phun xa đến 6 mét, chức năng phun hạt mịn giúp tiết kiệm thuốc và tăng tỷ lệ khử khuẩn hơn. Những con hẻm khoảng 3-4 mét thì là ok đẹp. Ta nó là 12 mét, hai bên luôn. Và cái hạt, cái thớt hạt nó thì có nhiệt độ từ 60 đến 200 mm. Cái tốc độ làm việc của nó tối đa là trong 1 phút, cái lượng xả của ta là 4-8 phút. Có hai chức năng, là một mình tự động lập trình trên điện thoại cho mềm, thứ hai là mình có thể điều chỉnh tay luôn. ERG150 là robot không người lái sử dụng công nghệ điều khiển thông qua tín hiệu AI, công nghệ tiên tiến 4.0. Robot có kết cấu khung gầm bằng thép hợp kim chịu lực, vận chuyển hàng hóa lên đến 200 kg. Robot có 4 bánh răng lớn vượt mọi địa hình đeo dốc.
Nếu như chế độ tự hành được lập trình sẵn bằng máy tính, được điều khiển thông qua điện thoại trong môi trường đặc biệt như phòng cách ly, thì chế độ điều khiển bằng tay, nếu lập trình tự động đường đi, robot có thể tự do di chuyển trong phạm vi lên đến 2 km. Ở chế độ này, người điều khiển có thể đứng cách xa hơn 20 mét. Khi mà sử dụng cái robot như thế này thì thứ nhất là chúng ta phải tiết kiệm được công sức, sức lực rất là nhiều. Thứ hai là nó cũng đáp ứng được cái hiệu quả trong cái quá trình phun xịt, cái lượng nước khi mà cái lượng thuốc khi mà phun vào á, thì nó sẽ vừa đủ để có thể là xử lý dịch khuẩn không quá nhiều hay là không quá ít. Thứ hai là cái con robot này nó cũng có cái tính năng là nó có thể là mình có thể là sử dụng để mà vận chuyển hàng hóa trong cái khu cách ly, để đảm bảo là nó thứ nhất là nó an toàn cho cái người vận hành, cũng như là nó đảm bảo cái sự an toàn, cái khoảng cách trong cái công tác mà phòng chống dịch hiện nay. Dù chỉ đang trong quá trình thử nghiệm, nhưng robot thông minh hứa hẹn mở ra nhiều triển vọng mới nếu đưa vào hỗ trợ phun xịt khử khuẩn tại khu cách ly hoặc những con hẻm bị phong tỏa. Hạn chế người ra vào thì sẽ phát huy hiệu quả tối đa. Thưa quý vị, sau gần 6 năm nghiên cứu, Trung tâm Công nghệ Sinh học và Môi trường, Khoa Nông nghiệp và Thủy sản, Trường Đại học Trà Vinh đã hoàn thiện quy trình sản xuất nấm đông trùng hạ thảo trong môi trường nhân tạo. Theo đó, việc làm này sẽ mở ra triển vọng sản xuất đại trà phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, đồng thời tạo ra sản phẩm chất lượng tốt, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng. Tại Việt Nam đã có nhiều nghiên cứu thành công về nuôi cấy đông trùng hạ thảo trong môi trường nhân tạo, ký chủng nhộng tầm, nhưng quá trình chuyển giao công nghệ khá mất thời gian và kinh phí cao nên giá thành phẩm cao. Với mục đích giúp cho nhiều người có thể tiếp cận được loại dược liệu quý tốt cho sức khỏe này, Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trai, quyền giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học và Môi trường, đã tiến hành quá trình nghiên cứu trồng thành công loại dược liệu này. Thì trước đây thì em có niềm đam mê là nghiên cứu về nấm ăn và nấm dược liệu, nhất là nấm dược liệu. Và khi đọc những tài liệu thì thấy rằng cái nấm đông trùng hạ thảo này thì nó có rất là nhiều tác dụng. Nhưng mà nó hầu hết là chỉ được ở ngoài tự nhiên. Còn cái việc nuôi trồng ngoài thời điểm mà nghiên cứu năm 2014 á, thì ở Việt Nam á, thì có rất ít nghiên cứu về loại nấm này. Thì với cái mong muốn là nghiên cứu để trồng một cái loại nấm mà nó có tác dụng để giúp cho người dân nâng cao sức khỏe. Chính vì vậy nó đã thôi thúc em thực hiện cái đề tài nghiên cứu về cái nấm đông trùng hạ thảo này để đưa ra cộng đồng, để nhằm là có một cái sản phẩm với cái chất lượng tốt để nhằm giúp nâng cao sức khỏe của cộng đồng. Theo y học hiện đại, trong thành phần của đông trùng hạ thảo có chứa rất nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe con người. Còn theo y học cổ truyền, đây là loại dược liệu bổ dưỡng cho ngũ tạng, nên việc nuôi cấy lai tạo trong phòng lạnh có độ ẩm cao sẽ giúp tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt và gần giống với loại được tìm thấy trong tự nhiên. Khi mà nhóm nghiên cứu và phân tích á, thì thấy rằng ở cái hàm lượng hai cái hoạt chất chính đó là cordycepin và adenosine ở trong cái nấm đông trùng hạ thảo mà Trường Đại học Trà Vinh nghiên cứu thì có hàm lượng tương đối là cao, với cordycepin nó trên 10 mg trên gam khô và cái adenosine là trên 0,05 mg trên gam. Chính vì vậy, với một cái sản phẩm này thì tin rằng là cái khả năng thương mại hóa nó rất là cao. Và khi chúng tôi thực hiện cái dự án sản xuất này thì giai đoạn đầu thì bán ra thị trường thì thấy người sử dụng thì đã có những cái kết quả rất là rõ rệt, và người ta đã quay trở lại để mua sản phẩm này để sử dụng. Và với cái giá thì người tiêu dùng sẽ, với sản phẩm này thì người tiêu dùng sẽ chấp nhận được. Bởi vì cái mục tiêu của Trường Đại học Trà Vinh là không phải là cái sản xuất này không phải là cái lợi nhuận, mà cái mục tiêu của chúng tôi là mang đến cái sức khỏe cho cộng đồng. Vì vậy cái giá là nhiều người dân có thể chấp nhận được. Hiện nay, Trường Đại học Trà Vinh sử dụng nấm giống đông trùng hạ thảo nhập từ Nhật Bản nuôi cấy theo hai phương pháp là giá thể và ký chủ, đều cho ra sản phẩm nấm có chất lượng như nhau, từ đó mở ra triển vọng sản xuất đại trà. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên có hành động vượt rào chắn thách thức lực lượng chốt kiểm soát dịch ở Đà Nẵng, khiến cho nhiều người vô cùng phẫn nộ. Vâng ạ, và mọi sai lầm đều phải trả giá. Sau hành động ngông cuồng coi thường pháp luật thì nam thanh niên đã bị xử phạt theo quy định. Theo clip ghi lại, đối tượng đã tông đứt dây chắn,
vừa điều khiển xe máy, vừa giơ thẳng chân hướng về lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt. Trước hành động ngông cuồng, coi thường pháp luật này, công an quận Cẩm Lệ đã mời nam thanh niên lên trụ sở làm việc. Tại đây, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Công an quận đã xử phạt nam thanh niên số tiền 8,25 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày theo quy định của pháp luật. Thêm một đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội khiến cho người dân không khỏi bức xúc. Cụ thể, đoạn clip ghi lại cảnh chủ xe ô tô Innova có hành vi ăn bớt tiền đổ xăng. Được biết là vụ việc này xảy ra tại cây xăng số 7 đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Thông tin này do người đăng tải đoạn video cung cấp. Cụ thể, trong lúc nhân viên không để ý, chủ xe ô tô đã đi đến trụ xăng dập cò để số hiển thị về không và tính tiền thua mới. Nhưng thực chất, thời điểm này xe đã bơm được 425.000 đồng, chuyển sang mã thứ hai là 300.000 đồng. Do tin tưởng khách hàng, nhân viên chỉ thu 300.000 đồng. Sau đó người này vào kiểm tra lại camera thì tá hỏa phát hiện mình đã bị lừa. Hậu quả, nhân viên cây xăng đã phải bù số tiền trên. Clip được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt là các tài xế. Đa phần mọi người đều chỉ trích gay gắt hành động của người lái xe Innova. Thời gian gần đây thì những vụ cướp giật điện thoại xảy ra liên tục với những thủ đoạn vô cùng táo tợn khiến cho người dân không khỏi hoang mang. Chúng thường lợi dụng sơ hở của người dân, đặc biệt là nữ giới để dễ dàng ra tay hành động. Và đơn cử là vụ việc xảy ra tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh mà camera nóng vừa ghi nhận được. Mời quý vị cùng theo dõi và hết sức cảnh giác nha. Theo đoạn clip camera ghi lại, mặc dù cô gái này khá cẩn thận, ngồi tận bên trong gần chiếc xe Vario đang dựng, nhưng đối tượng đạo kích đã xuống xe đi bộ từ phía sau tới, giật điện thoại trên tay cô gái. Lúc này cô gái giữ được bình tĩnh lao theo, khiến tên cướp bất ngờ, đành dứt điện thoại lại để chạy xe thoát thân. Mặc dù có treo tấm biển đang thực hiện cách ly tại nhà, nhưng điều này vẫn không khiến các tên trộm lo lắng hay là buông tha một gia đình ở Kiên Giang đã bị trộm viếng thăm và cũng đi chiếc xe máy có giá trị. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo đoạn camera ghi lại ở Rạch Giá, Kiên Giang, chiếc xe Airblade đậu trước cửa một gia đình đang thực hiện cách ly, không ai trông coi. Đối tượng mặc áo trắng, đội nón trắng, đeo túi tới thăm dò, sau đó nhanh tay mở khóa và tẩu thoát như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Kính thưa quý vị, là vườn nông sản lớn nhất nước, các loại cây trái lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long đang đến kỳ thu hoạch. Tuy nhiên, tác động căng thẳng của dịch bệnh, nhiều địa phương lại giãn cách xã hội nên việc tiêu thụ nông sản bỗng chốc rơi vào thế bí, khiến cho người dân đứng ngồi không yên. Để có thể giải được bài toán khó, chính quyền nhiều địa phương đang tìm những hướng đi hỗ trợ cho bà con. Sau đây là những hình ảnh thực tế, những chia sẻ của người trong cuộc về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Thống kê của Cục Trồng trọt vụ lúa hè thu năm 2021, đồng bằng sông Cửu Long có 1,56 triệu hectare. Đến nay mới chỉ thu hoạch được hơn 400.000 hectare. Trong khoảng 1 tháng tới, phải thu hoạch 1,1 triệu hectare còn lại. Tuy nhiên, việc thu hoạch tiêu thụ lúa tại nhiều địa phương hiện nay rất chậm, khiến giá lúa giảm. Trong đó, vấn đề điều phối các máy gặp đập liên hợp, các phương tiện vận chuyển khó khăn, khiến số lượng thương lái đến thu mua thưa thớt. Một số khu vực có ca mắc Covid-19, người dân không thể ra đồng thu hoạch, chính quyền địa phương phải hỗ trợ lực lượng đến thu hoạch giúp. Chúng tôi cũng đã thống kê lại các cái máy gặt đập liên hợp để phân bổ cho các cái xã. Do là cái thời gian chín thì nó không có đồng đều, cho nên là chúng tôi ưu tiên những cái nơi nào mà chín sớm thì chúng tôi làm trước. Còn lại các cái đơn vị mà có cái lúa chín trễ hơn thì chúng tôi sẽ làm sao. Ngoài cái việc mà các cái máy thu hoạch ở địa phương thì còn một số cái máy ở các cái địa phương khác đến, thì chúng tôi ưu tiên là các cái đơn vị mà nằm ở trong tỉnh mà nơi không có vùng dịch. Còn lại là một số máy mà đã xuống đây trước hồi tháng 5. Xuống đây trước hồi tháng 5 từ là Thới Lai, Cờ Đỏ, Ô Môn, Thốt Nốt của Cần Thơ xuống, thì do là người ta xuống trước cái thời điểm có dịch diễn ra, cho nên là ta làm suốt ở dưới này thì chúng tôi vẫn cho tiếp tục cho những cái máy để làm. Riêng đối với những cái máy từ Đồng Tháp mới qua ngày hôm qua đó thì chúng tôi đã kiểm tra về cái dịch tễ, không có cái xác nhận âm tính và cũng không có các cái vấn đề về kiểm dịch, thì chúng tôi không, dứt khoát không cho làm và chúng tôi đề nghị là đi ra khỏi địa phương. Tại Hậu Giang, chỉ tính riêng huyện Phụng Hiệp,
Khoảng 7 ngày tới, toàn huyện có khoảng 300 tấn trái cây, gần 70 tấn hoa màu, 100 tấn thủy sản đến lứa thu hoạch. Như nhiều địa phương trong tỉnh, chính quyền nơi đây đang ra sức thu gom nông sản của bà con đến các điểm tập kết để tiến hành vận chuyển ra các tuyến đường xanh để đi tiêu thụ. Trong đó, các khâu đều phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Cấp bách tìm giải pháp tiêu thụ cũng là chủ trương của nhiều tỉnh thành khác. Thành phố Cần Thơ, một số hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại đã tung các chương trình hỗ trợ nông sản, bán hàng không lợi nhuận nhằm giúp cho nông dân thu hồi vốn. Ngoài ra, hệ thống phân phối đã kích cầu tiêu thụ nông sản trên sàn thương mại điện tử Tiki, đồng thời bán hàng trực tuyến thông qua các ứng dụng Zalo, Facebook. Trong khi đó, tại Bạc Liêu, chính quyền địa phương cũng đã đứng ra làm trung gian, kêu gọi hỗ trợ để tiêu thụ bắp. Khi có cơ quan, đơn vị ở thành phố Bạc Liêu đặt hàng, Ủy ban Nhân dân xã sẽ thuê xe tải, cấp giấy xác nhận và cử cán bộ xã cùng lên giao bắp. Chi phí này người dân không phải chịu, mà Ủy ban Nhân dân xã sẽ hỗ trợ. Do đó là được sự quan tâm kịp thời, đúng lúc của Đảng và Nhà nước, các đoàn thể, ban ngành của từng cấp, mà đặc biệt là ở chỗ Ủy ban Nhân dân xã Phú Đông á, thì đã đến gia đình để mà thu mua hết cái lượng bắp. Xã cũng đứng ra để mà tuyên truyền vận động trong cán bộ của xã, rồi cũng như là cán bộ trên ban ngành huyện để mà mua. Thì qua cái phát động gì đó thì đã đăng ký, thì cơ bản thì gần hết rồi. Thì xã thì có trách nhiệm là tuyên truyền vận động và đồng thời là hỗ trợ cái chi phí xăng, dầu gì đó, vận chuyển đó, và thành lập một cái tổ để mà đi vận chuyển giao đến, giả sử như đến Bạc Liêu, rồi một số xã gì đó. Tác động của dịch bệnh khiến cho nhiều hoạt động trở nên trì trệ. Chính vì thế, giải quyết được bài toán về lưu thông, vận chuyển sẽ vừa tháo gỡ đầu ra nông sản cho nông dân, vừa cung cấp nguồn thực phẩm với giá cả ổn định cho người tiêu dùng trong thời gian giãn cách.